Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thống Nhất vừa tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2023. Tham gia hội thi có 13 đội đến từ Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy cơ sở. Các đội trải qua 3 phần thi gồm tự giới thiệu, tìm hiểu kiến thức chung và xử lý tình huống liên quan đến nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, kiểm tra tài chính đảng, đình chỉ sinh hoạt đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Hội thi nhằm cổ vũ, động viên, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng bộ huyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 11 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về đơn vị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hưng Lộc.